Người dân Việt Nam tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam sau khi Trung Quốc nói Việt Nam nên dạy lại ngư dân nước mình. Mới đây, trong một tuyên bố của các cơ quan chức năng Trung Quốc, nước này đã gây bất ngờ khi lên tiếng rằng Việt Nam nên dạy lại ngư dân nước mình trong bối cảnh các lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc có hành động mạnh tay với ngư dân Việt Nam trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân Việt Nam bị các lực lượng Trung Quốc quấy rối, đe dọa và hành xử thô bạo tại vùng biển đang tranh chấp. Tuy nhiên, với tuyên bố trên, Trung Quốc đã thể hiện một thái độ không tôn trọng quyền lợi và lợi ích chính đáng của Việt Nam, đồng thời cho thấy sự khẳng định chủ quyền phi pháp của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi. Vậy Trung Quốc tiếp tục có những hành động như vậy không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của ngư dân Việt Nam mà còn đẩy mạnh tình hình Biển Đông và nguy cơ căng thẳng leo thang. Trong khi Việt Nam luôn kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và dựa trên căn cứ pháp lý rõ ràng, thì hành động của Trung Quốc lại đi ngược lại tinh thần hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế. Mới đây, các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trong khu vực Hoàng Sa đã liên tiếp bị các tàu thực thi pháp luật Trung Quốc quấy rối, bị áp dụng các biện pháp mạnh tay như xua đuổi, đánh đập, gây thiệt hại về tài sản và thậm chí còn gây đe dọa đến tính mạng. Hành động này không chỉ trái với quyền tự do đánh bắt của ngư dân Việt Nam mà còn vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, một phần lãnh thổ không thể tranh cãi của đất nước. Việt Nam, với tư cách là quốc gia có chủ quyền hợp pháp đối với quần đảo Hoàng Sa, không thể im lặng trước những hành động ngang ngược này. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự kiên quyết phản đối các hành động của Trung Quốc, khẳng định quyền lợi của ngư dân Việt Nam, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng ngay những hành động vi phạm và trả lại sự an toàn cho ngư dân Việt Nam. Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc tuyên bố như vậy là hoàn toàn thiếu căn cứ pháp lý và không thể chấp nhận được. Bối cảnh lịch sử và địa chính trị. Quần đảo Hoàng Sa nằm ở Biển Đông là một khu vực chiến lược không chỉ về mặt địa lý mà còn về mặt kinh tế. Việc tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này đã kéo dài qua nhiều thập kỷ với sự tham gia của nhiều bên, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Lịch sử cho thấy Hoàng Sa đã được Việt Nam quản lý và phát triển từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, từ những năm 1970, Trung Quốc đã tiến hành các hành động ngày càng quyết liệt nhằm củng cố yêu sách của mình đối với khu vực này. Các hành động của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2024, lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã trấn áp ngư dân Việt Nam thuộc tàu cá QNG 95739TS trong khi họ đang hoạt động tại khu vực Hoàng Sa. Hành động này không chỉ là một sự vi phạm rõ ràng về chủ quyền lãnh thổ mà còn gây tổn hại đến sinh kế của ngư dân Việt Nam. Việc đánh bị thương và tịch thu tài sản của ngư dân là những hành động mang tính chất bạo lực và không thể chấp nhận được trong một môi trường hòa bình và hợp tác. Vi phạm luật pháp quốc tế. Hành động của Trung Quốc vi phạm nhiều nguyên tắc cơ bản trong luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Công ước này quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trong việc bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình trên biển. Việc Trung Quốc can thiệp vào hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam là một sự vi phạm rõ ràng đối với quyền tự do hàng hải và quyền khai thác tài nguyên biển của Việt Nam. Nhận thức chung giữa hai quốc gia. Việc vi phạm này đã đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc kiểm soát và quản lý tốt hơn các tranh chấp trên biển. Trong những năm qua, Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều cuộc hội đàm nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp. Tuy nhiên, hành động của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc trong thời gian gần đây cho thấy sự thiếu nhất quán trong chính sách và cam kết của Bắc Kinh đối với các thỏa thuận đã được ký kết. Phản ứng của Việt Nam. Phản ứng của Việt Nam đối với các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây đã phản ánh rõ ràng quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi của ngư dân Việt Nam. Qua các phát ngôn của Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã thể hiện sự bất bình mạnh mẽ đối với hành động thô bạo của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền lợi hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc điều tra các sự việc vi phạm nhằm ngăn chặn tái diễn trong tương lai. Phản ứng của Việt Nam không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn nhấn mạnh vai trò của ngư dân trong nền kinh tế và xã hội đất nước. Ngư dân là nhóm đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng từ các hành động xâm phạm của Trung Quốc nên việc bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là nghĩa vụ xã hội. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm bảo vệ an toàn và sinh kế của ngư dân, đồng thời thúc đẩy việc duy trì môi trường hòa bình và tự do đánh bắt trên Biển Đông.
Trong bối cảnh đó, phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam không chỉ tác động đến quan hệ song phương với Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Các hành động của Trung Quốc không chỉ đe dọa chủ quyền của Việt Nam mà còn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực Biển Đông, nơi có sự cạnh tranh về các tuyến đường hàng hải quan trọng. Mặc dù Việt Nam luôn duy trì quan hệ đối tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc, nhưng những tranh chấp chủ quyền này có thể làm suy giảm sự hợp tác và gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Bên cạnh đó, phản ứng của Việt Nam cũng thể hiện sự kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông. Việt Nam khẳng định rằng các tranh chấp phải được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Chính vì vậy, ngoài việc đối phó trực tiếp với Trung Quốc, Việt Nam còn nỗ lực tạo dựng sự ủng hộ từ các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia có lợi ích chiến lược trong việc duy trì an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông. Cuối cùng, phản ứng của Việt Nam là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Việc giải quyết tranh chấp Biển Đông không chỉ là lợi ích riêng của Việt Nam mà còn là lợi ích chung của toàn khu vực, đòi hỏi các quốc gia cần kiên trì đối thoại và giải quyết thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế. Việc bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân và duy trì hòa bình sẽ là những mục tiêu then chốt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tương lai. Ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt-Trung. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, từ hợp tác kinh tế thương mại đến những tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông. Trong bối cảnh hiện tại, các hành động của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc, đặc biệt là các hành động xâm phạm quyền lợi của ngư dân Việt Nam đang gây ra những tác động sâu rộng đối với quan hệ song phương giữa hai quốc gia này. Những sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống ngư dân mà còn có thể tạo ra những hệ quả lớn đối với môi trường hợp tác và ổn định trong khu vực. Trong phần phân tích này, chúng ta sẽ xem xét những tác động chính mà các hành động của Trung Quốc có thể tạo ra đối với mối quan hệ Việt-Trung, đồng thời làm rõ tầm quan trọng của việc kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Một trong những tác động rõ rệt nhất của các hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam là làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mặc dù hai quốc gia đã ký kết nhiều thỏa thuận về hợp tác và kiểm soát tranh chấp trên Biển Đông, nhưng các hành động của Trung Quốc như việc tăng cường hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật tại các khu vực tranh chấp hoặc can thiệp vào hoạt động của ngư dân Việt Nam rõ ràng đã vi phạm các nguyên tắc đã được thỏa thuận trước đó. Việc Trung Quốc không ngừng thúc đẩy các hành động đơn phương trên Biển Đông, từ việc xây dựng các đảo nhân tạo, triển khai quân sự hóa, đến việc ban hành các yêu cầu cấm đánh bắt cá trái phép đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ phía Việt Nam. Những động thái này không chỉ vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam mà còn phá vỡ các thỏa thuận song phương giữa hai nước về việc kiểm soát tranh chấp. Sự leo thang căng thẳng này có thể dẫn đến những phản ứng cứng rắn hơn từ phía Việt Nam, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng trong khu vực. Điều này có thể dẫn đến tình trạng vòng xoáy căng thẳng giữa hai quốc gia, trong đó một bên hành động quyết liệt hơn để bảo vệ quyền lợi và chủ quyền của mình, trong khi bên kia lại có những phản ứng tương tự. Các sự kiện này có thể làm suy giảm niềm tin giữa hai nước, đặc biệt là khi các bên không thể giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và qua đối thoại. Hệ quả là mối quan hệ Việt-Trung vốn đã không ít lần gặp sóng gió trong quá khứ, có thể trở nên căng thẳng và khó khăn hơn trong tương lai. Một khía cạnh không thể không đề cập trong mối quan hệ Việt-Trung chính là hợp tác kinh tế. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng trên Biển Đông có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với các hoạt động kinh tế này. Nếu tình hình tranh chấp chủ quyền giữa hai nước không được kiểm soát, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa hai bên. Các quốc gia trong khu vực và trên thế giới có thể nhìn nhận tình hình Biển Đông như một yếu tố bất ổn. Điều này có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Những bất ổn này có thể khiến các doanh nghiệp quốc tế cũng như các đối tác kinh tế khác do dự trong việc đầu tư hoặc giao thương với các quốc gia nằm trong khu vực Biển Đông. Ngoài ra, các nước có thể tăng cường các chính sách bảo vệ lợi ích quốc gia, chẳng hạn như là cấm đầu tư hoặc hạn chế các hoạt động thương mại liên quan đến các khu vực bị tranh chấp. Hơn nữa, các tranh chấp về Biển Đông cũng có thể dẫn đến sự gián đoạn trong các dự án hợp tác chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm các sáng kiến cơ sở hạ tầng lớn, dự án phát triển năng lượng hay thỏa thuận thương mại. Khi các vấn đề chủ quyền không được giải quyết một cách hòa bình, môi trường hợp tác giữa hai nước có thể trở nên bất ổn, dẫn đến những sự thay đổi hoặc trì hoãn các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trước đó. Một hậu quả nghiêm trọng của sự leo thang căng thẳng trên Biển Đông là việc gia tăng sự can thiệp từ các quốc gia bên ngoài khu vực.
Biển Đông không chỉ là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với các quốc gia trong khu vực ASEAN mà còn đối với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các tuyến đường hàng hải qua Biển Đông là huyết mạch giao thương quốc tế, do đó việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và bảo vệ an ninh khu vực luôn là ưu tiên của nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia châu Âu. Khi Trung Quốc tiếp tục các hành động quyết liệt tại Biển Đông, các quốc gia ngoài khu vực có thể sẽ cảm thấy buộc phải can thiệp để bảo vệ lợi ích chiến lược và tự do hàng hải của mình. Việc các quốc gia này tham gia vào vấn đề tranh chấp Biển Đông có thể làm gia tăng sự phức tạp của tình hình, đưa vấn đề ra ngoài phạm vi của các quốc gia có tranh chấp trực tiếp như Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN khác. Điều này có thể khiến cho vấn đề trở nên khó giải quyết hơn khi các bên thứ ba có thể đưa ra các yêu cầu hoặc phương án giải quyết không tương thích với các giải pháp mà các quốc gia tranh chấp mong muốn. Sự can thiệp của các bên thứ ba không chỉ gia tăng căng thẳng trong khu vực mà còn tạo ra những xung đột lợi ích, từ đó làm phức tạp hóa việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua cơ chế quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Việt Nam không chỉ cần sự đồng thuận trong nước mà còn cần sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình. Việc kêu gọi sự ủng hộ từ các quốc gia khác là một chiến lược quan trọng để tạo ra áp lực mạnh mẽ đối với Trung Quốc, yêu cầu họ tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Các quốc gia và tổ chức quốc tế có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các hành động của các quốc gia tranh chấp và thúc đẩy các giải pháp hòa bình. Một trong những cách thức để Việt Nam kêu gọi sự ủng hộ quốc tế là thông qua việc thúc đẩy các cuộc hội thảo, đối thoại và sáng kiến quốc tế về Biển Đông. Các diễn đàn quốc tế này có thể là nơi để các bên có liên quan thảo luận về các vấn đề tranh chấp, tìm kiếm các giải pháp có thể chấp nhận được cho tất cả các bên và tạo ra môi trường hòa bình để giảm thiểu xung đột. Các cuộc đối thoại như vậy cũng giúp tăng cường nhận thức toàn cầu về vấn đề Biển Đông và thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế, giúp các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực có thể bảo vệ quyền lợi của mình. Ngoài việc kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, Việt Nam cũng cần khuyến khích các quốc gia có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông tham gia vào các sáng kiến hợp tác. Việc các quốc gia ASEAN và các đối tác chiến lược lớn như Mỹ, Nhật Bản, Úc tham gia vào các sáng kiến bảo vệ an ninh hàng hải có thể tạo ra một sức ép chính trị và ngoại giao lớn đối với Trung Quốc. Các sáng kiến hợp tác này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các quốc gia ven biển mà còn tạo ra một môi trường hợp tác khu vực bền vững, nơi các quốc gia có thể cùng nhau giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và hiệu quả. Hành động của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa đã tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Điều này không chỉ thể hiện rõ lập trường kiên quyết của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Việc bảo vệ quyền lợi của ngư dân và khẳng định chủ quyền quốc gia là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Thông qua các hành động mạnh mẽ và hợp tác quốc tế, Việt Nam có thể tạo ra một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực. Hãy cùng nhau theo dõi diễn biến tiếp theo của tình hình và ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam ta trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cuộc chiến nhận thức ở Biển Đông, Việt Nam đề cao UNCLOS. Ngày 23 tháng 10, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 16 với chủ đề Định hướng tư duy, phát huy chuẩn mực đã chính thức khai mạc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện này được tổ chức bởi Học viện Ngoại giao cùng với các đối tác khác, quy tụ gần 50 diễn giả đến từ 23 quốc gia và tổ chức quốc tế, cùng gần 100 đại biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Hội thảo cũng có sự tham gia của 22 đại sứ và đông đảo phóng viên trong và ngoài nước. Cạnh tranh tư duy, định hình trật tự quốc tế. Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Tiến sĩ Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh rằng Biển Đông luôn là một điểm nóng với nhiều vấn đề tranh chấp lãnh thổ và yêu sách biển. Bà bày tỏ hy vọng rằng các bên liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực theo đuổi hòa bình và ngoại giao. Đại sứ Dung so sánh tiến trình ngoại giao với quá trình mài dũa đá, nhấn mạnh rằng nó cần thời gian, kiên nhẫn và sự lạc quan. Tiếp theo đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã có bài phát biểu chính trong phiên mở màn. Ông khẳng định rằng thế giới hiện đang đứng trước một bước ngoặt lớn với sự chuyển dịch sang một trật tự thế giới đa cực. Theo ông, sự chuyển biến này không chỉ là một cuộc tranh luận học thuật mà đã trở thành một thực tế. Tuy nhiên, nếu không được quản lý đúng cách, nó có thể dẫn đến những thách thức nghiêm trọng.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chỉ ra rằng cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc hiện nay không chỉ xoay quanh tài nguyên hay lãnh thổ mà còn liên quan đến việc thống trị các ý tưởng và tầm nhìn, định hình hệ thống quốc tế trong tương lai. Ông gọi đây là cuộc chiến nhận thức, tức là cuộc đấu tranh để xây dựng những câu chuyện nền tảng cho các tranh chấp và xung đột trên toàn cầu. Cuộc chiến nhận thức ở Biển Đông. Tại Biển Đông, cuộc chiến nhận thức này không phải là điều mới mẻ. Các bên liên quan thường có những cách kể khác nhau về các sự kiện, thậm chí là trái ngược nhau. Điều này có thể dẫn đến tình hình căng thẳng trong khu vực. Thứ trưởng Việt nhấn mạnh rằng, như một thủy thủ cần một ngôi sao chỉ đường, các quốc gia cần những luật lệ và nguyên tắc đã được thiết lập để định hướng cho chính sách và hành động của mình. Ông nhấn mạnh rằng không có chuẩn mực nào phù hợp hơn với tình hình Biển Đông hơn là các nguyên tắc được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Thứ trưởng cũng thông báo rằng Việt Nam đã đề cử ứng viên đầu tiên vào vị trí thẩm phán ILOT trong giai đoạn 2026-2035. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với UNCLOS và luật pháp quốc tế. Cuối cùng, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt hy vọng hội thảo sẽ tạo ra những kiến thức bổ ích, đồng thời đưa ra các ý tưởng và sáng kiến mới nhằm thúc đẩy câu chuyện về Biển Đông được định hình bởi sự hợp tác và kết nối thay vì cạnh tranh và đối đầu. UNCLOS và hợp tác quốc tế trong những căng thẳng ở Biển Đông. Tại phiên dẫn đề của hội thảo khu vực, bà Catherine West, Quốc vụ Khanh phụ trách khu vực Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một khu vực Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở để bảo đảm sự thịnh vượng chung của các quốc gia trong khu vực. Bà cho rằng việc duy trì các tuyến đường biển quan trọng ở Biển Đông, một trong những ngã đường hàng hải bận rộn nhất thế giới, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự ổn định và phát triển của khu vực cũng như toàn cầu. Đặc biệt, bà khẳng định rằng các lợi ích an ninh chung của các quốc gia đều phụ thuộc vào việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực. Bà Catherine West cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc tế, điển hình là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS để giải quyết những tranh chấp liên quan đến Biển Đông. Bà cho rằng thông qua các khuôn khổ pháp lý này, các quốc gia có thể đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình mà không cần phải sử dụng đến biện pháp cưỡng ép hay vũ lực, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. Bà đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của một Biển Đông thông suốt an toàn, nơi mà tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có thể tham gia vào các hoạt động thương mại và giao thương mà không phải đối mặt với các nguy cơ hoặc sự cản trở không đáng có từ bất kỳ quốc gia nào. Hội thảo này diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông thời gian gần đây diễn biến căng thẳng, đặc biệt là sau những vụ đụng độ giữa lực lượng tuần duyên Philippines và hải cảnh Trung Quốc. Những vụ việc này đã làm dấy lên mối lo ngại về việc leo thang căng thẳng trong khu vực. Một trong những sự kiện nổi bật là vụ việc xảy ra vào cuối tháng 8 năm 2024 khi cả Manila và Bắc Kinh đều cáo buộc nhau cố tình đâm vào tàu của đối phương ở khu vực bãi Sabine. Mặc dù hai bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 7 để Philippines tiếp tế nhu yếu phẩm và thực hiện các nhiệm vụ luân phiên đối với tàu BRP Sierra Madre tại bãi Cỏ Mây, tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng. Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 1.000 km. Philippines đã để tàu BRP Sierra Madre mắc cạn tại đây từ năm 1999 và bố trí một số binh sĩ trên tàu như một cách khẳng định chủ quyền đối với khu vực này. Bà Catherine West đã nhận định rằng trong năm 2024, Biển Đông đã chứng kiến một trong những đợt gia tăng căng thẳng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Các vụ đụng độ liên tiếp giữa các lực lượng hải quân và tuần duyên của các nước có liên quan không chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm mà còn có thể làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống luật pháp quốc tế vốn đã được xây dựng để duy trì trật tự và hòa bình trong khu vực. Bà cảnh báo rằng những hành động khiêu khích và thiếu kiềm chế có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và an ninh của Biển Đông nói riêng và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Giữ cho Biển Đông an toàn và tự do là một ưu tiên hàng đầu đối với Anh, bà West khẳng định, và cách duy nhất để đạt được điều này là sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả những đối tác có mặt tại đây trong hội thảo. Cũng theo bà, chỉ thông qua hợp tác đa phương, tuân thủ các quy tắc quốc tế và duy trì đối thoại liên tục, các quốc gia mới có thể vượt qua những bất đồng và bảo vệ lợi ích chung của mình trong một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Cũng trong cuộc hội thảo, nghị sĩ Tim Watts, đồng Bộ trưởng Ngoại giao Úc, đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một khu vực nơi các tranh chấp được giải quyết thông qua đối thoại và theo các quy tắc quốc tế, thay vì dùng đến vũ lực. Ông nhấn mạnh rằng giải quyết tranh chấp một cách hòa bình là một nguyên tắc cốt lõi trong trật tự quốc tế và điều này càng trở nên quan trọng khi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức căng thẳng. Tuy nhiên, ông Watts cũng lưu ý rằng những quy tắc và chuẩn mực này, đặc biệt là những quy định về giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, đang bị thử thách nghiêm trọng. Ông cho biết các yêu sách hàng hải mà một số quốc gia đưa ra gần đây, đặc biệt là ở Biển Đông, không phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, và điều này cần được các quốc gia và cộng đồng quốc tế quan tâm và giải quyết kịp thời. Đại diện của Úc cũng khẳng định rằng quốc gia này sẽ tiếp tục lên tiếng về những hành động nguy hiểm và bất hợp pháp diễn ra ở Biển Đông, đặc biệt là những hành vi có thể đe dọa đến tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Ông nhấn mạnh Úc sẽ không ngừng thúc đẩy hợp tác hàng hải giữa các quốc gia trong khu vực để bảo đảm an ninh và thịnh vượng chung, đồng thời bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của các quốc gia trong việc tiếp cận và sử dụng các tuyến đường biển quan trọng. Cũng tại hội thảo, ông Nicholas Cavanchom, Tổng vụ trưởng phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu EEAS, đã chỉ ra tầm quan trọng của Biển Đông đối với Liên minh châu Âu. Ông cho biết khoảng 1/3 lượng hàng hóa nhập khẩu qua đường biển và 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu của EU đi qua khu vực này. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào trong tự do hàng hải tại Biển Đông cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh kinh tế và thương mại toàn cầu, bao gồm cả các quốc gia thành viên EU. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, ông Cavanchom nhấn mạnh rằng sự ổn định và an ninh của Biển Đông không chỉ là vấn đề của các quốc gia trong khu vực, mà còn là mối quan tâm lớn đối với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên minh châu Âu. Ông cũng bày tỏ quan ngại về số lượng vụ việc nguy hiểm ngày càng tăng ở Biển Đông, bao gồm các vụ đối đầu giữa các lực lượng quân sự và hải quân có thể dẫn đến các sự cố đáng tiếc và đe dọa tính mạng con người. Những sự việc này không chỉ là mối đe dọa đối với an ninh khu vực mà còn vi phạm nghiêm trọng quyền tự do hàng hải và hàng không mà các quốc gia có quyền hưởng theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là theo UNCLOS. Ông khẳng định UNCLOS phải đóng vai trò như một la bàn chỉ dẫn cho việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả các quốc gia có liên quan. Ngoài ra, đại diện EU cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Nam Á. Liên minh châu Âu ủng hộ tiến trình do ASEAN dẫn dắt trong việc đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả và thực chất giữa các quốc gia có liên quan tại Biển Đông. Ông Cavanchom tái khẳng định cam kết của EU trong việc hợp tác với ASEAN vì lợi ích chung của hòa bình, an ninh và phát triển bền vững ở khu vực Đông Nam Á và đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực duy trì một Biển Đông ổn định, tự do và an toàn theo các nguyên tắc quốc tế. Tại hội thảo khu vực về Biển Đông, ông Sihato Reza Suryodipuro, Tổng cục trưởng Hợp tác ASEAN của Bộ Ngoại giao Indonesia, và trưởng SOM ASEAN Indonesia đã đưa ra 3 hiến kế quan trọng mà các quốc gia ASEAN có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Thứ nhất, ông nhấn mạnh rằng ASEAN cần củng cố vai trò trung tâm trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông. Điều này đòi hỏi các quốc gia thành viên ASEAN thống nhất quan điểm và có các biện pháp phối hợp hiệu quả để đối phó với những thách thức mới nổi trong khu vực, bao gồm các vấn đề an ninh và tranh chấp hàng hải. Việc duy trì đoàn kết và thống nhất giữa các quốc gia ASEAN là yếu tố then chốt trong việc duy trì ảnh hưởng của khối đối với các vấn đề khu vực. Thứ hai, ông Sihato đề xuất rằng ASEAN cần tăng cường nỗ lực đẩy nhanh tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành bộ quy tắc này trước năm 2026, qua đó tạo ra một khuôn khổ pháp lý rõ ràng để điều chỉnh các hoạt động và hành vi của các bên liên quan tại Biển Đông, giúp giảm thiểu căng thẳng và ngăn ngừa các xung đột không đáng có. Cuối cùng, ông Sihato kêu gọi ASEAN thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin trong khu vực, đặc biệt là các biện pháp trong khuôn khổ Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á TAC. Một trong những biện pháp quan trọng trong đó là sáng kiến kiểm soát vũ khí, giúp giảm căng thẳng quân sự và tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động quân sự. Các sáng kiến này có thể bắt đầu từ những bước đơn giản như duy trì liên lạc thường xuyên về các hoạt động quân sự và dần dần tiến tới các biện pháp kiểm soát vũ khí cao cấp hơn. Bên cạnh các vấn đề an ninh, Quốc vụ Khanh Anh Catherine West cũng đã đề cập đến các vấn đề môi trường và khí hậu ở Biển Đông.
Bà cho rằng khu vực này với diện tích lớn các dạn san hô đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm hệ sinh thái tự nhiên. Việc bảo vệ các dạn san hô không chỉ có ý nghĩa về mặt sinh thái mà còn giúp duy trì sự bền vững của môi trường biển toàn cầu. Bà West cũng cảnh báo về nguy cơ mực nước biển dâng cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn làm gia tăng các tranh chấp hàng hải trong khu vực. Bà khẳng định Vương quốc Anh đang sử dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ các quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái biển nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Có thể nói các hiến kế của ông Sehato Teja Suryodipuro và bà Catherine West phản ánh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ và đa phương giữa các quốc gia ASEAN với các đối tác quốc tế để giải quyết các vấn đề Biển Đông một cách hòa bình và bền vững, không chỉ về mặt an ninh mà còn về môi trường và phát triển bền vững. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến những phút cuối cùng này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích hoặc là thú vị thì đừng quên like, share và đăng ký kênh Người Đưa Tin để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào, hãy để lại comment dưới video. Chúng mình rất mong nhận được sự phản hồi từ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời. Người tị nạn chiến tranh Việt Nam sẽ đi đâu sau khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng? Xin chào quý vị và các bạn. Với những phát ngôn mạnh mẽ về vấn đề nhập cư trái phép của mình, ông Donald Trump một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn về vấn đề biên giới và an ninh quốc gia. Khi trở lại Nhà Trắng, nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là những người nhập cư, đang lo ngại về những chính sách cứng rắn mà ông có thể thực thi. Không chỉ những người đến từ Nam Mỹ, châu Phi, đặc biệt trong số đó có một nhóm người rất đặc biệt, những người tị nạn chiến tranh Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là, trong bối cảnh ông Trump tái đắc cử, người tị nạn này sẽ phải đối diện với những thay đổi gì trong chính sách nhập cư của chính quyền mới? Liệu họ sẽ được bảo vệ hay sẽ phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe hơn về mặt pháp lý và định cư? Đây là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người nhập cư và là một trong những câu hỏi đáng chú ý nhất trong chiến lược đối ngoại và nội bộ của chính phủ Trump. Trong bối cảnh ông Trump tiếp tục giữ vững lập trường nước Mỹ trước tiên và hạn chế nhập cư, câu chuyện của những người tị nạn này sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Liệu họ có thể tiếp tục được bảo vệ hay sẽ phải đối mặt với những thay đổi khó lường? Câu trả lời này không chỉ ảnh hưởng đến hàng triệu người nhập cư trái phép tại Mỹ, mà còn phản ánh một chính sách nhập cư đầy thử thách của chính quyền Trump đối với những cộng đồng đã chọn Mỹ là quê hương thứ hai của mình. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé! Chính sách nhập cư của ông Trump. Donald Trump nổi bật với các phát biểu mạnh mẽ và quyết đoán về vấn đề nhập cư, đặc biệt là đối với những người nhập cư trái phép. Ông cho rằng việc gia tăng số lượng người nhập cư trái phép là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nền kinh tế và những giá trị cốt lõi của Mỹ. Trong suốt chiến dịch tranh cử và khi là Tổng thống, ông đã cam kết xây dựng một bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, áp đặt những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với người nhập cư. Ông cũng từng tuyên bố sẽ tiến hành trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời mạnh tay về các chính sách cấp visa, tị nạn và đối xử với những người nhập cư từ các quốc gia có nguy cơ cao, đặc biệt là những nước có liên quan đến khủng bố. Điều này đã tạo ra một làn sóng lo ngại trong cộng đồng người nhập cư vì họ lo sợ rằng mình có thể bị trục xuất hoặc là gặp phải những chính sách khắt khe, kể cả cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, hàng triệu người Việt Nam đã phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống mới tại các quốc gia, trong đó có Mỹ. Và con số có thể gấp lên đến 10 lần sau khi chính phủ Việt Nam và Mỹ đồng ý kết nối cho phép người dân qua Mỹ theo diện HO. Chương trình định cư Mỹ diện HO được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ những người Việt Nam có liên quan đến quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. Đây không chỉ đơn thuần là một chương trình định cư mà còn là cầu nối quan trọng trong việc hàn gắn những vết thương chiến tranh giữa hai quốc gia. Lo sợ trước các phát biểu của Trump. Những tuyên bố của ông Trump về nhập cư trái phép và các chính sách siết chặt đã khiến không ít người Việt Nam tị nạn lo ngại. Dù phần lớn cộng đồng người Việt Nam đã trở thành công dân Mỹ hợp pháp, nhưng vẫn có một số lượng không nhỏ những người sinh sống tại Mỹ theo diện tạm trú, bảo vệ tạm thời hoặc là đang tìm kiếm cơ hội định cư hợp pháp. Các chương trình di dân như chương trình tị nạn, chương trình định cư và chế độ bảo vệ tạm thời TPS đã giúp họ có thể sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ. Tuy nhiên, với những phát biểu mạnh mẽ của Trump về việc đưa tất cả những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi đất nước, cộng đồng người Việt tại đây không khỏi lo lắng về khả năng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, tuyên bố của ông Trump về việc sẽ kết thúc các chính sách cấp quốc tịch cho những người sinh ra trên đất Mỹ hay việc hủy bỏ quyền tị nạn đối với nhiều nhóm dân tộc càng khiến người Việt Nam tị nạn lo sợ cho số phận của mình. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình người Việt đã sinh sống tại Mỹ trong nhiều thập kỷ, những chính sách như vậy có thể sẽ đe dọa quyền lợi và sự an toàn của thế hệ thứ hai hoặc thế hệ thứ ba của họ, những người đã coi Mỹ là quê hương thứ hai. Tâm lý lo lắng và sự thách thức về hòa nhập. Ngoài những lo lắng về chính sách nhập cư, cộng đồng người Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức lớn về vấn đề hòa nhập văn hóa và xã hội. Dù đã sinh sống lâu dài tại Mỹ, nhiều người Việt vẫn cảm thấy bị phân biệt hoặc là không được chấp nhận hoàn toàn bởi một bộ phận trong xã hội. Những phát biểu cứng rắn của ông Trump về nhập cư có thể làm gia tăng cảm giác bị cô lập và đối diện với sự kỳ thị đối với cộng đồng người nhập cư nói chung. Trong khi đó, các thế hệ người Việt trưởng thành đã bắt đầu hòa nhập và đóng góp nhiều vào xã hội Mỹ, thì thế hệ trẻ đang phải đối mặt với những vấn đề về bản sắc và sự phân biệt văn hóa. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang ngày càng trở nên phân cực hơn về vấn đề nhập cư, cộng đồng người Việt Nam không thể không lo lắng khi chứng kiến các chính trị gia, đặc biệt là ông Trump, sử dụng những luận điệu phân biệt để tạo nên một bức tranh chống nhập cư rõ nét hơn. Những phát biểu như vậy không chỉ tạo ra một môi trường đầy sợ hãi, mà còn tác động đến cảm giác an toàn và sự ổn định của cả cộng đồng người nhập cư, trong đó có người Việt. Trước thêm bầu cử Mỹ, làn sóng người nhập cư trái phép đổ vào nước Mỹ. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, một làn sóng nhập cư trái phép ồ ạt đang đổ vào biên giới phía Nam của Mỹ, đặc biệt là tại khu vực Texas, khiến lực lượng biên phòng và chính quyền Mỹ phải đối mặt với một tình trạng chưa từng có. Theo những nguồn tin từ lực lượng chức năng biên phòng, số lượng người nhập cư vào Mỹ đã gia tăng nhanh chóng, với hơn 300 người mỗi ngày trình diện tại quận Maverick, Texas, gấp đôi so với những tuần trước. Đặc biệt, những người nhập cư này không chỉ đến từ các quốc gia lân cận, mà còn từ những nơi được xem là mối lo ngại về an ninh quốc gia như Iran, Angola, Guinea và Pakistan. Điều này khiến tình hình càng thêm căng thẳng khi chính quyền Mỹ đang phải chuẩn bị cho một cuộc bầu cử đầy kịch tính. Bữa trưa miễn phí có thể kết thúc. Một nguồn tin giấu tên từ lực lượng biên phòng đã chia sẻ với tờ New York Post rằng nhiều người nhập cư đang tranh thủ cơ hội vào Mỹ trước khi chính quyền có thể thay đổi chính sách. Những người này hy vọng sẽ kịp thời được vào Mỹ, trong khi chính quyền Biden với lập trường cởi mở hơn đối với người nhập cư vẫn còn nắm quyền. Họ lo ngại rằng nếu ông Donald Trump là ứng viên của Đảng Cộng Hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử, mọi cơ hội sẽ khép lại và bữa trưa miễn phí mà họ đang nhận được sẽ sớm kết thúc. Cựu Tổng thống Donald Trump trong các bài phát biểu của mình đã cam kết sẽ thắt chặt chính sách biên giới và tiến hành một cuộc trục xuất quy mô lớn đối với người nhập cư trái phép ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Ông Trump đã nhiều lần khẳng định rằng việc bảo vệ biên giới và ngừng nhập cư trái phép sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của ông. Điều này khiến nhiều người nhập cư hiện nay cảm thấy lo sợ và bất an về tương lai. Với những cam kết mạnh mẽ này, không khó hiểu khi làn sóng nhập cư đổ vào Mỹ ngày càng gia tăng trước thêm cuộc bầu cử. Những người này có thể đang chạy đua với thời gian tìm cách vượt qua biên giới để hy vọng có thể ổn định cuộc sống tại một đất nước mà họ xem là mảnh đất hứa khi chính quyền thay đổi chính sách và thực hiện các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng nếu ông đắc cử, sẽ có một cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử, một chiến dịch nhằm giải quyết vấn đề nhập cư trái phép mà ông cho là đang đe dọa an ninh và sự ổn định của nước Mỹ. Hàng triệu người đã vượt biên trái phép vào Mỹ trong những năm qua. Và ông Trump nhấn mạnh rằng việc trục xuất sẽ là một phần không thể thiếu trong chiến lược của ông để lấy lại sự kiểm soát đối với biên giới quốc gia. Điều này đã thúc đẩy một số lượng lớn người nhập cư nhanh chóng tìm cách vào Mỹ vì họ sợ rằng cơ hội cuối cùng của họ sẽ không còn nếu chính quyền thay đổi. Dù không phải tất cả người nhập cư đều kỳ vọng vào chiến thắng của Trump, một số người khác lại tin rằng nếu Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên của Đảng Dân Chủ, chiến thắng trong cuộc bầu cử, tình hình có thể sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho họ. Những người này hy vọng rằng nếu Đảng Dân Chủ tiếp tục nắm quyền, chính sách nhập cư sẽ vẫn duy trì tính nhân đạo và mở cửa, tạo cơ hội cho họ được sống và làm việc tại Mỹ một cách hợp pháp. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, rất khó để dự đoán tương lai chính trị của nước Mỹ sẽ diễn ra như thế nào. Thực trạng nhập cư dưới thời chính quyền Biden. Trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, biên giới phía Nam của Mỹ đã chứng kiến một sự gia tăng đột biến về số lượng người nhập cư trái phép.
Dưới chính quyền Biden đã có khoảng 1,7 triệu người nhập cư trái phép được ghi nhận, một con số kỷ lục so với các năm trước. Việc mở rộng các chương trình tị nạn và giảm bớt các biện pháp kiểm soát đã khiến Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người từ các quốc gia có tình hình chính trị, kinh tế bất ổn. Theo một báo cáo từ New York Post, chính quyền Biden đã đối mặt với sự gia tăng không chỉ của những người di cư từ Mexico và các quốc gia Trung Mỹ, mà còn làn sóng người nhập cư đến từ những quốc gia xa xôi như Iran, Pakistan và các nước châu Phi. Đây là những quốc gia mà Mỹ đặc biệt lo ngại vì các mối liên hệ tiềm ẩn với khủng bố và các tổ chức cực đoan. Điều này đã gây ra không ít căng thẳng trong nội bộ nước Mỹ khi những người nhập cư này tìm cách vượt biên qua biên giới mà không gặp phải sự kiểm soát gắt gao. Các băng nhóm buôn lậu người cũng nhân cơ hội này để tối đa hóa lợi nhuận, đưa những nhóm người vượt biên trái phép vào Mỹ trong khi tình trạng biên giới lỏng lẻo. Áp lực chính trị và tình hình biên giới. Với cuộc bầu cử, áp lực chính trị từ cả hai đảng lớn của Mỹ đang đẩy vấn đề nhập cư trở thành một chủ đề nóng bỏng. Đối với Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của ông Trump, vấn đề nhập cư trái phép là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử. Chính quyền Trump cho rằng việc kiểm soát biên giới không chỉ là bảo vệ an ninh quốc gia mà còn là bảo vệ quyền lợi của người dân Mỹ, trong khi nhiều người dân chủ lại cho rằng việc áp dụng chính sách nhập cư nhân đạo và mở cửa là cách tốt nhất để giúp đỡ những người tị nạn và di cư. Trong khi đó, tình hình tại biên giới đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lực lượng biên phòng phải đối mặt với áp lực lớn khi số lượng người nhập cư trái phép không ngừng tăng lên, trong khi các chính sách của chính quyền trước không đủ để ngăn chặn làn sóng này. Cùng với đó là sự gia tăng của các hoạt động của các tổ chức buôn lậu người khiến việc kiểm soát biên giới càng thêm khó khăn. Làn sóng nhập cư ồ ạt vào Mỹ trước thêm bầu cử 2024 là một dấu hiệu rõ rệt của sự bất ổn và lo sợ trong cộng đồng người nhập cư trái phép. Họ đang chạy đua với thời gian để kịp vào Mỹ trước khi chính quyền thay đổi. Cuộc bầu cử này không chỉ là một cuộc cạnh tranh chính trị mà còn có thể quyết định tương lai của hàng triệu người đang tìm kiếm cơ hội sống mới tại một quốc gia mà họ xem là miền đất hứa. Cả hai đảng chính trị lớn của Mỹ đều có những quan điểm khác nhau về vấn đề này và không ai có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra. Nhưng một điều chắc chắn là vấn đề nhập cư sẽ tiếp tục là một chủ đề nóng bỏng và ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách đối ngoại và nội bộ của nước Mỹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều người tiếp tục bỏ phiếu cho ông dù chính sách nhập cư cứng rắn. Tại bang Florida, một trong những khu vực quan trọng với số lượng cử tri lớn, nhiều người nhập cư, đặc biệt là thế hệ thứ hai, đã quyết định bỏ phiếu cho Trump dù có những lo ngại về chiến dịch trục xuất người nhập cư. Họ có lý do riêng không chỉ về vấn đề nhập cư mà còn về các yếu tố khác, đặc biệt là tình hình kinh tế. Những câu chuyện của các cử tri này phản ánh một góc nhìn thú vị về lý do tại sao những người nhập cư lại ủng hộ một ứng viên có lập trường cứng rắn về nhập cư, và điều này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách mà các chính sách của Trump ảnh hưởng đến cộng đồng này. Những cử tri nhập cư và lý do bầu cho Trump. Một trong những cử tri đáng chú ý là Alexander, một người nhập cư thế hệ thứ hai tại Mỹ. Alexander, 24 tuổi, là người sinh ra tại Colorado trong một gia đình nhập cư từ Nam Mỹ. Dù từng bầu cho Joe Biden vào năm 2020, anh đã quyết định bỏ phiếu cho Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Anh chia sẻ với VN Express trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 rằng lý do chính khiến anh thay đổi quyết định là tình hình kinh tế Mỹ dưới chính quyền hiện tại không mang lại nhiều thay đổi tích cực cho những người lao động thu nhập thấp như anh. Bố tôi đã bị trục xuất khỏi Mỹ khi ông Barack Obama làm Tổng thống. Chuyện trục xuất người nhập cư chưa bao giờ là vấn đề đảng phái. Nó xảy ra dưới mọi chính quyền, dù người thắng là ai. Alexander chia sẻ, điều mà anh quan tâm nhất lúc này không phải là chính sách nhập cư của ông Trump, mà là tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Anh tin rằng nếu ông Trump đắc cử, chính sách của ông sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho những lao động thu nhập thấp, trong đó có cả những người nhập cư như anh. Trong suốt 4 năm qua, theo Alexander, tình hình kinh tế không có nhiều thay đổi dưới chính quyền Biden. Anh cảm thấy rằng dù chính quyền đương nhiệm đã cam kết phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, nhưng những người lao động như anh vẫn chưa cảm nhận được sự cải thiện đáng kể. Chính vì thế, trong lần bỏ phiếu này, Alexander quyết định bầu cho Trump, mặc dù anh đã đăng ký là cử tri của Đảng Dân Chủ. Dù trời mưa từ sáng sớm tại Miami, số lượng cử tri đến bỏ phiếu vẫn rất ổn định. Tôi hy vọng với ông Trump sẽ có nhiều công việc hơn cho chúng tôi và nền kinh tế sẽ tốt lên, anh nói. Những cử tri nhập cư khác đang ủng hộ Trump.
Cùng với Alexander, những cử tri khác ở Florida cũng có những lý do riêng để ủng hộ Donald Trump, mặc dù họ có thể không đồng ý với tất cả các chính sách của ông, đặc biệt là về nhập cư. Elizabeth, 65 tuổi, là một cử tri đến từ hạt Miami-Dade, cho biết bà đã không bao giờ bỏ lỡ một cuộc bầu cử nào trong đời và không có ý định thay đổi thói quen này trong năm nay. Bà là người gốc Italy, có cha mẹ là người nhập cư hợp pháp đến Mỹ và bà sinh ra và lớn lên tại Miami. Với kinh nghiệm của một người đã chứng kiến sự thay đổi của nước Mỹ qua nhiều năm, Elizabeth nhận định rằng cuộc bầu cử này có ý nghĩa rất lớn. Bố mẹ tôi là người gốc Italy, họ cũng là người nhập cư, nhưng đến Mỹ hoàn toàn hợp pháp, còn tôi sinh ra và lớn lên ngay tại nơi này. Tôi mong rằng những thế hệ nhập cư tiếp theo nên đến Mỹ một cách hợp pháp, bà chia sẻ. Dù bà đã có quan điểm rõ ràng về nhập cư, Elizabeth vẫn không thể làm ngơ trước tình trạng nền kinh tế Mỹ hiện nay. Bà cho biết mức sống đang ngày càng trở nên khó khăn với vật giá tăng cao và tình trạng người dân phải xếp hàng dài để đổ xăng. Chính những vấn đề này khiến bà quyết định bỏ phiếu với hy vọng rằng ứng viên mình lựa chọn sẽ giúp đất nước vượt qua khó khăn và đoàn kết. Điều mà Elizabeth mong muốn là nước Mỹ ổn định, nơi mà mọi người có thể sống và làm việc trong hòa bình. Điều tôi hy vọng nhất là người mà tôi bầu chọn sẽ giúp đất nước này đoàn kết, mọi đất nước thống nhất theo ý Chúa, bà nói. Lập trường cứng rắn về nhập cư, nhưng ủng hộ Trump. Một người nhập cư khác là Yesenia, 57 tuổi, người Mỹ gốc Cuba, đã sống tại Mỹ từ năm 1981 và luôn là một người ủng hộ ông Trump từ năm 2016. Bà cho biết bà tin tưởng vào thông điệp siết chặt kiểm soát nhập cư của Trump, đặc biệt là việc ngừng tiếp nhận người nhập cư trái phép. Mặc dù bà không đồng ý với nhiều quan điểm của Trump, trong đó có chính sách cấm phá thai gần như toàn diện, Yesenia vẫn kiên định ủng hộ ông vì những lý do riêng. Cả tôi và chồng tôi đều là người nhập cư, tôi yêu những người nhập cư, nhưng tôi cũng hiểu rằng chúng ta không thể mở cửa cho đủ mọi loại người vào Mỹ. Những kẻ nhập cư bất hợp pháp đang gây rối loạn và đe dọa cuộc sống của chúng tôi, bà chia sẻ. Yesenia cho rằng tình trạng người nhập cư trái phép đang ngày càng nghiêm trọng, không chỉ đe dọa việc làm của những lao động bình dân như bà, mà còn tác động đến an ninh và sự an toàn của cộng đồng ở Miami. Những kẻ nhập cư bất hợp pháp đang giết và cướp tài sản của chúng tôi, theo nghĩa đen. Yesenia nói, khẳng định quan điểm của bà về sự cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ biên giới. Mặc dù có những quan điểm chính trị khác biệt, Yesenia vẫn cho rằng những chính sách của Trump là cần thiết để bảo vệ những người lao động hợp pháp và bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Bà hy vọng rằng chính sách nhập cư sẽ được thực hiện một cách có kiểm soát và chỉ những người nhập cư hợp pháp mới có cơ hội để sống và làm việc tại Mỹ. Tại sao những cử tri nhập cư ủng hộ Trump? Một trong những lý do lớn nhất mà những người nhập cư tiếp tục ủng hộ Donald Trump bất chấp những chính sách nhập cư cứng rắn của ông là vì họ cảm thấy rằng chính sách của ông mang lại những cơ hội kinh tế lớn hơn cho mọi tầng lớp lao động thu nhập thấp, đặc biệt là những người nhập cư. Mặc dù các cuộc tấn công vào ông Trump về chính sách nhập cư của ông không ngừng gia tăng, nhưng đối với nhiều người trong cộng đồng nhập cư, các vấn đề kinh tế như là tạo công ăn việc làm, giảm thuế và tăng trưởng kinh tế lại là những yếu tố quan trọng hơn trong việc lựa chọn ứng viên Tổng thống. Với họ, tình trạng thất nghiệp, vật giá tăng cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ đang là những vấn đề thực tế hơn bao giờ hết. Những cử tri này, dù là người nhập cư hay thế hệ thứ hai, đều nhìn thấy rằng Trump có thể mang đến những cơ hội lớn hơn cho cộng đồng lao động, đặc biệt là khi ông cam kết tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Cuộc bầu cử 2024 đang phản ánh những chia rẽ sâu sắc về vấn đề nhập cư tại Mỹ, nhưng cũng cho thấy một điều rõ ràng. Đối với nhiều cử tri, yếu tố kinh tế và an ninh công cộng đang vượt lên trên các vấn đề chính trị và nhập cư. Sự lựa chọn của họ, dù có thể khó hiểu đối với một số người, lại phản ánh một thực tế là trong những thời điểm khó khăn, nhiều người nhập cư sẵn sàng đánh đổi các ưu tiên chính trị khác để bảo vệ sự ổn định và tương lai kinh tế của mình. Cụ thể hơn, trong ngày 13 tháng 9, ông Donald Trump cam kết sẽ tiến hành trục xuất người nhập cư Haiti từ thành phố Springfield của bang Ohio, mặc dù phần lớn trong số họ đang ở Mỹ hợp pháp. Thành phố Springfield, Ohio trong những ngày gần đây đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi gay gắt sau khi những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc cộng đồng người Haiti ở đây đang ăn thịt vật nuôi trong nhà. Những tin đồn này dù chưa được xác minh đã khiến tình hình căng thẳng thêm với những hậu quả đáng tiếc đối với cộng đồng người địa phương. Phản ứng của các quan chức và các tổ chức cộng đồng cũng như lời phát biểu của các chính trị gia như cựu Tổng thống Donald Trump đã làm bùng lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ
kéo theo những tranh cãi không chỉ về vấn đề nhập cư mà còn về tình trạng phân biệt chủng tộc và thù hận. Trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng của mình gần Los Angeles, cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng ông sẽ tiến hành trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là cộng đồng người Haiti ở Springfield, Ohio. Mặc dù Trump đã không đề cập trực tiếp đến những tin đồn về việc người Haiti ăn thịt vật nuôi trong nhà, lời phát biểu của ông đã được một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội liên kết với những cáo buộc sai sự thật này. Lời tuyên bố của ông Trump không phải là lần đầu tiên ông đề cập đến vấn đề trục xuất hàng loạt. Đây là một cam kết thường xuyên được cựu Tổng thống đưa ra trong các chiến dịch tranh cử của mình, nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp mà ông cho là đã gây gánh nặng cho xã hội Mỹ. Tuy nhiên, phát biểu này đã vô tình châm ngòi trong một cuộc khủng hoảng truyền thông và căng thẳng trong cộng đồng người Haiti ở Springfield. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào về việc người Haiti ăn thịt chó hay thịt mèo, một số nguồn tin từ cộng đồng đã xác nhận rằng những lời đồn đại này đã lan rộng và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Hai trường tiểu học ở Springfield đã phải sơ tán và một trường trung học cơ sở bị đóng cửa sau khi nhận được những lời đe dọa đánh bom ẩn danh vào ngày 10 tháng 9. Những sự kiện này chỉ là một phần trong làn sóng căng thẳng mà cộng đồng người Haiti tại Springfield đang phải đối mặt. Phản ứng của chính phủ và các lãnh đạo cộng đồng. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng lên tiếng phản đối những phát biểu của ông Trump, đặc biệt là khi chúng liên quan đến cộng đồng người Haiti. Trong một phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã chỉ trích những phát biểu của Trump là hoàn toàn sai trái và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào cộng đồng người Haiti ở Mỹ. Biden nhấn mạnh rằng những phát biểu này không chỉ là sự hiểu lầm mà còn là sự kích động hận thù và chia rẽ trong xã hội. Chính quyền của ông Biden đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có việc gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời TPS cho hàng trăm ngàn người Haiti đang sinh sống tại Mỹ. Đây là một chương trình bảo vệ đã có từ nhiều thập kỷ qua nhằm cung cấp sự bảo vệ tạm thời và giấy phép lao động cho những người nhập cư từ các quốc gia có điều kiện không ổn định như Haiti. Quyết định gia hạn TPS cho người Haiti được đưa ra trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh tại Haiti ngày càng xấu đi, khiến hàng triệu người Haiti phải di tản khỏi đất nước của họ. Các quan chức của Springfield cũng đã nhanh chóng bác bỏ những tin đồn sai sự thật về việc người Haiti ăn thịt vật nuôi trong nhà, khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy các hành vi như vậy đã xảy ra. Karen Graves, phát ngôn viên của thành phố Springfield cho biết bà không có thông tin nào xác nhận rằng người dân Haiti ở Springfield đã tham gia vào các hoạt động tội phạm liên quan đến động vật. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng một số người trong cộng đồng người Haiti đã trở thành nạn nhân của các vụ tội phạm cơ hội như trộm cắp tài sản. Các lãnh đạo cộng đồng người Haiti trên toàn nước Mỹ cũng đã bày tỏ sự lo ngại về những phát biểu của ông Trump và sự ảnh hưởng của chúng đối với cộng đồng của họ. Theo họ, những phát biểu này không chỉ gây tổn thương về tinh thần mà còn có thể tạo ra một bầu không khí thù địch và nguy hiểm đối với người dân Haiti. Ông Doug Drew, thị trưởng Springfield, đã lên tiếng phản đối những lời lẽ của ông Trump và kêu gọi sự đoàn kết và hỗ trợ thay vì sự chia rẽ. Chúng tôi cần sự giúp đỡ, không phải sự thù hận, ông Drew nói, phản ánh một thông điệp của sự hòa nhập và đồng cảm. Đồng thời, những người nhập cư Haiti ở Springfield cũng như các cộng đồng khác trên khắp nước Mỹ đều cảm thấy bất an trước các cuộc tấn công thù hận và phân biệt chủng tộc ngày càng gia tăng. Những tin đồn về việc ăn thịt chó mèo không chỉ gây tổn thương về mặt tinh thần mà còn làm gia tăng sự phân biệt và kỳ thị đối với người Haiti. Cộng đồng người Haiti, mặc dù đang phải đối mặt với những khó khăn và khổ cực do tình hình chính trị và kinh tế ở quê nhà, luôn tìm kiếm một cuộc sống an lành và đầy hy vọng tại Mỹ. Nhưng khi phải đối mặt với những cuộc tấn công tinh thần và xã hội như vậy, họ cảm thấy vô cùng đau đớn và bị cô lập. Tuy nhiên, cộng đồng người Haiti không chỉ đứng im nhìn những cáo buộc sai trái diễn ra, họ đang đoàn kết lại để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời khẳng định giá trị của mình trong xã hội Mỹ. Các tổ chức và lãnh đạo cộng đồng đang tích cực kêu gọi các cơ quan chức năng và xã hội nhìn nhận đúng đắn về người Haiti, đồng thời vạch trần những thông tin sai lệch. Các nhóm bảo vệ quyền lợi của người nhập cư đang tiến hành các chiến dịch truyền thông để giáo dục cộng đồng về giá trị và sự đóng góp của người Haiti trong xã hội Mỹ. Bên cạnh đó, cộng đồng người Haiti tại Springfield và các thành phố khác vẫn tiếp tục đấu tranh để duy trì sự tồn tại của quy chế bảo vệ tạm thời TPS, một công cụ quan trọng giúp bảo vệ họ khỏi bị trục xuất trong khi tình hình ở Haiti không có dấu hiệu cải thiện. Chính phủ của Tổng thống Biden đã nhận thức rõ về tình hình này và tiếp tục duy trì các biện pháp bảo vệ người nhập cư hợp pháp, trong đó có những người Haiti đã được cấp TPS.
Nội dung của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh Người Đưa Tin để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.